Mời bạn trai. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Bạn trai giới thiệu về mình đi. Đầu tiên này em xin phép là gửi lời chào đến hai MC, bạn nữ và toàn bộ khán giả đang xem truyền hình. Tôi tên là Nguyễn Đăng Bình, năm nay 22 tuổi. Hiện đang công tác tại trung đoàn 97, trung đoàn 370 quân chủng Hồng Quân. Em đến từ Hải Dương và hiện tại đang sống tại Cần Thơ. Mời bạn gái. Dạ, xin chào chú Nguyễn Linh, cô Cát Tường, chào khán giả và chào bạn nam bên kia. Em tên Phan Thị Thu Ngọc, quê ở Bà Rịa Vũng Tàu, hiện đang làm kế toán, sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay Ngọc bao nhiêu tuổi? Dạ 22. 22. Những điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Ngọc? Mọi người hay nhận xét em là vui tính, hòa đồng. Mình có cái yếu điểm gì không? Yếu điểm của em thì hơi nóng tính, tức giận lên là hay quăng đồ lung tung. Hả? Quăng đồ gì? Đụng gì quăng đó. Có hồi nào hao tài gì mấy cái chuyện quăng đó chưa? Đôi khi bể đồ. Bể đồ. Thôi cái đó phải kiềm chế bớt bớt lại nha. Dạ. Lúc cổ nóng đừng tặng cái gì nha. Em giới thiệu mình đi bệnh, ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm là năng động, chơi được các môn thể thao liên quan đến bóng. Bóng gì? Bóng đá nè. Dạ, cứ liên quan bóng chơi được. Bóng rổ, bóng đũa chơi được. Bóng đũa chơi được luôn. Bóng đũa là môn gì ạ? Là banh đũa đó. Nó không biết mà. Bóng đũa mà cũng chơi được là banh đũa đó, là con gái hay chơi đó. À cái đấy em không chơi được ạ. Vậy mới nói chơi được còn gì nữa. Em biết nấu ăn ạ. Nhược điểm của em là em hơi nhút nhát tí chút một chút ạ. Nhút nhát với con gái hay con trai? Nhút nhát với lại bạn gái. Có thật xấu gì không Bình? Nhút nhát ạ. Thật xấu mà nhút nhát đâu phải đâu. Thật xấu bên kia là đụng bị nóng lên đập cái gì dục cái đó. Có mấy mối tình rồi? Là em chưa. Chưa hả? Hèn chi nhút nhát là đúng rồi. Mình 22 tuổi, em chưa có mối tình nào. Thích ai chưa mình, hay là mình có để ý, hay mình yêu đơn phương ai chưa Bình? Hồi cấp 3 thì thích thì quá chị ạ, yêu thì em chưa. Có nắm tay con gái lần nào chưa? Bạn nữ thì nắm rồi ạ. Mình nắm hay bạn ấy nắm mình? Để bạn nữ nắm ạ. Chứ bạn ấy nắm, nữ nắm. Rồi có hôn chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Có nhìn thấy người ta hôn chưa? Nhìn thấy nhiều rồi ạ. Có cảm giác gì không? Tôi, em quay mặt đi chỗ khác ạ. Trời ơi. Hồi đó giờ tôi mới nghe lần đầu tiên một chàng trai mà thấy người ta hôn quay mặt đi chỗ khác. Thí dụ như bây giờ có một cô gái, cô đi đến, cô nhìn em, xong cô hôn em, thì em tỏ thái độ thế nào? Nếu mà người lạ thì thôi. Người lạ thôi hả? Người lạ thì thôi. Trời ơi. Còn nếu như cái người đó là em đang để ý, em đang thích luôn, mà bây giờ cô chủ động, cô hôn em thì em làm gì? Em ủng hộ. Ủng hộ bằng cách nào? Dạ, nói ngại chị ơi. Hồi xưa em có hay chăm sóc các bạn nữ không? Dạ có ạ. Em làm gì cho các bạn nữ? Dạ, em hay chọc cho bạn ấy giận ạ. Vậy mà chăm sóc? Nhiều khi thấy bạn nữ học cùng ấy, hay buồn buồn, em chọc cho vui vui tí. Vậy thôi hả? Dạ, nhưng vui quá nên là bạn ấy giận. Cái đó mà ông gọi là chăm sóc đó. Em có chơi với bạn trai không? Có. Em có chọc cho bạn trai giận không? Có. Em có nắm tay bạn trai không? Có. Trời ơi. Nắm tay. Không phải này. Bình thường thôi anh ạ. Vâng, không phải ấy. Bình thường hả? Dạ. Em có đàn ông không? Chuẩn. Không, anh hỏi giùm bên kia kìa. Một chút ta kiểm tra thôi. Rồi, được rồi. Chút xíu tôi qua kiểm tra. À, Ngọc có mấy mối tình em? Dạ, có một mối tình chính thức 5 năm chị. Mấy? 5 năm. 5 năm? Còn lý do sao chia tay? Dạ tại lớn thì thấy chững chạc hơn á, rồi xong rồi thấy mối tình nó không có đi xa hơn được. Dù sao là em cũng có kinh nghiệm hơn bạn bên kia ha. Bạn bên kia chưa có biết gì hết trơn, chưa có hôn bạn gái luôn. Chưa có gì thôi, cũng là một trải nghiệm mới cho mình. Trải nghiệm mới hả? Em muốn trải nghiệm không? Coi như là em là một trải nghiệm mới cho bên kia đó. Dạ em nghe rồi ạ. Nghe rồi ạ. Em có bao giờ em nằm mơ em thấy em ôm một cô gái nào em tưởng tượng ra người yêu của mình chưa? Sau khi đăng ký chương trình này thì em đang cố gắng nằm mơ. Đang cố gắng nằm mơ ạ. Em tưởng tượng sau khi đăng ký chương trình thì em nằm mơ cô gái của mình là như thế nào? Không cao không thấp. Không cao không thấp là sao? Cũng vừa vừa đấy ạ. Lỡ như thấp quá thì sao? Dạ thấp quá đi giày vào cho cao lên bạn ơi. Rồi mà sao mặt mày sao? Dạ mà cũng bình thường đấy ạ. Sao mơ gì đơn giản vậy? Mơ nó phải hoành tráng hơn. Dạ. Chứ em có mơ em hôn một cô gái lần nào chưa?
Đang mơ anh ạ. Thôi bây giờ có em có cái hình mẫu lý tưởng không? Chỉ cần cô ấy bình thường thôi ạ. Còn cái việc phức tạp thì cứ để em lo. Dễ quá. Phức tạp để em lo. Trời dễ thương quá. Sao là phức tạp anh? Nếu như mà em cảm thấy không bình thường được thì nó là phức tạp với em ạ. Bây giờ mẫu người lý tưởng của Ngọc là như thế nào nè? Người biết chăm lo gia đình, quan tâm và chăm sóc bạn gái. Ngoại hình? Dạ, ngoại hình cao 1m6 trở lên, miệng đừng hô. Dạ. Miệng đừng hô? Dạ, mắt cũng đừng hí. Mắt đừng hí? Dạ. Trời đất ơi. Bên đây sao? Không có hô, không có hí, gì nữa? Nếu đẹp trai càng tốt. Đẹp trai càng tốt. Dạ. Bên đây dễ thương. Có cái gì mà em không thích ở người bạn trai không? Dạ, bạn trai đừng hút thuốc. Có hút thuốc không em? Em rất ghét những người hút thuốc ạ. Dạ. Tốt. Hết chưa? Tôi qua kiểm tra nè. Hết rồi chị. Bao lâu thì kết hôn? 3 đến 5 năm nữa. 3 đến 5 năm nữa? Dạ. Mới 22 mà chị. Lâu quá vậy. Chào em. Dạ chào chị ạ. Em định chừng nào kết hôn? Dạ khi mà bên đàn gái cho phép là kết hôn đấy ạ. Thế mà nhưng mà bên đây cũng muốn từ 3 tới 5 năm nữa là em đợi nổi không? 3 đến 5 năm nữa cho phép thì kết hôn. À có nghĩa là em sẵn sàng chờ đợi. Dạ. Bạn gái muốn là dù bận công việc nhưng mà em phải luôn luôn quan tâm chăm sóc cho bạn gái, thì em nghĩ là em sẽ quan tâm chăm sóc bằng cái cách nào? Em sẽ cố gắng hoàn thành xong nhất công việc của mình và sẽ xin đơn vị tạo điều kiện này có nhiều thời gian quan tâm chăm sóc bạn hơn ạ. Bao lâu em lên thành phố em thăm bạn ấy được một lần? Em cố gắng sang một tuần một lần. Một tuần một lần? Cố gắng. Thì không vậy mấy anh, được luôn hả? Một tuần nghỉ được một lần luôn hả mấy anh? Những cái điểm gì mà em không thích ở một người bạn gái? Sau này mà về nhà đấy thì người vợ là người vợ chứ không phải là người vợ là người chồng rồi được rồi. Ủa là sao? Người vợ là người vợ, người vợ đừng là người chồng là được rồi. Tức là vợ không bao giờ đòi là chồng rồi được. Vợ không phải là chồng, chồng không phải là vợ. Thôi ý em nói là cứ lên đầu cưới cổ người chồng đi anh. Tức là sợ người vợ thành người chồng, tức đè đầu cưới cổ người chồng. Dạ. Tức là không, ý em nói là không muốn người vợ dữ quá đúng không? Dạ, chỉ thế thôi ạ. Trời ơi, em nói cho rõ rõ, em nói mà đúng đâu có khi người chồng biến thành người vợ chứ. Dạ hết rồi đây ạ. Về ngoại hình, em thích cổ điển hay em thích hiện đại? Em thích mẫu người truyền thống ạ. Truyền thống là sao anh? Truyền thống là tất cả mọi thứ đơn giản bình thường thôi ạ. Ví dụ như cổ lạ sơn móng tay, nhuộm tóc, cắt tóc, xăm mình rồi gì được không? Chị ấy nhuộm tóc thì cô là nhuộm lại được. Sơn móng tay có thể sơn lại được. Nó lại trở bình thường rồi. Có nghĩa là không đồng ý? Dạ đồng ý chứ chị. Bởi vì tóc có thể nhuộm lại, móng tay có thể sơn lại. Vậy là xăm mình là thua rồi phải không? Xăm mình có thể tẩy đi được. Xăm mình sao tẩy? Để em tẩy ạ. Trời ơi, bạn gái em đi với em là nhuộm tóc là không được hả? Nó không phải màu nổi quá được rồi. Thì đỏ đỏ thôi. Nhạt nhạt tí là được rồi. Vậy được không? Đẹp ạ. Đẹp hả? Dạ. Không sao, em cũng còn biết đẹp. Đẹp, dạ, được dạ. Được, được, không đến nổi. Đàn trai dễ thương quá. Để anh qua xem đàn gái thế nào nha. Là có gì anh bảo em ạ. Hả? Có gì anh lo cho nha. Dạ. Chồng là chồng, vợ là vợ nha. Chào em gái. Dễ thương quá. Lấy chồng bộ đội á là phải hy sinh một phần cái công việc của mình, cũng như là hy sinh rất nhiều cái tình yêu của mình luôn. Em có lo không? Không cần phải nhất thiết là phải ở bên nhau. Chỉ cần là có những cái cử chỉ hành động quan tâm là được. Anh hiền lắm á. Ý anh nói nãy là sợ em ăn hiếp anh thôi. Em cũng hay ăn hiếp chồng không? Dạ không. Ủa chưa có lấy chồng mà sao biết không? Nhưng mà hồi đó giờ chưa ăn hiếp ai hết. Cô gái bên đây cũng hiền á em trai. Em thấy hai đứa hợp đó nha. Cảm ơn chị Ngọc. Bây giờ thì sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Mạnh dạn lên nha Bình. Anh yên tâm ạ. Tiến tới luôn. Rồi mời hai bạn. Dạ cảm ơn anh. Dạ em cũng có và mong anh là sẽ thích. Anh thích? Dạ. Em thích hoa không? Dạ thích. À, vậy là anh vui rồi. Dạ. Đứng sát sát chút xíu coi. Để coi cặp này coi. Trời ơi sao nó hợp quá ta. Phải hợp chứ anh. Hợp. Phải hợp. Về cơ chế hình thể nó cũng ma mụn miệng giống giống nhau. Lẽ tôi cưới cặp này luôn chứ trời. Hợp dữ vậy thiệt á. Nhìn tôi thấy hợp ra nắm tay thứ cái cảm giác sao? Xin phép bạn nè, tôi nắm tay bạn rồi. Anh em chứ bạn cái gì ở đây không biết. Mạnh dạn lên. Hả? Nắm tay mà quéo lên luôn vậy nè. Tôi nắm nhẹ nhàng, nắm như quéo. Đang tay vô nắm thôi coi. Lần đầu tiên nắm tay con gái hả? Cảm thấy sao? Chê nữa. Thấy run không Bình? Đang run này ạ. Run rồi. Thấy tinh thần nó sao Bình?
cảm thấy bắt đầu có động lực hơn rồi. Có động lực rồi đúng không? Rồi bây giờ mình lấy động lực về nói chuyện nha. Dạ. Rồi về rồi, ghế này, ngồi chỗ ngồi đi hai bạn. Cảm nhận đầu tiên gặp nhau như thế nào? Nhìn nói về em thì là anh nhìn thấy là đủ rồi. Dạ. Ờ vui. Anh thấy vui. Anh thấy vui, rất vui. Dạ. Dạ. Thì sợ em không vui thôi. Dạ không, em vui lắm. Vậy là tốt rồi. Hiện tại là anh đang công tác ở Cần Thơ á. Hồi nãy anh nói là sẽ mỗi tuần lên thăm em một lần. Anh không hứa trước. Dạ. Và nếu mà thuận tiện nhất thì là sẽ một tuần lên thăm em nè. Nếu dạ. như em cho phép. À, mà còn anh... nếu sai không thì là cái việc đấy cứ để anh lo. Dạ. Anh có sẵn sàng về quê em chơi ở Bà Rịa Vũng Tàu anh? Anh rất thích Vũng Tàu. Dạ. Không biết anh có sẵn sàng đưa em về quê em chơi? Nếu có cơ hội anh sẽ đưa em về nhiều dạ. lần khác. Không biết anh có gì muốn hỏi em? Anh chỉ hỏi em nay em có vui không thôi là hết rồi. Còn lại thì là để anh lo. Ồ vậy chứ anh thấy mặt em có vui không anh? Nếu mà em vui thì là tốt rồi. Em cũng phải hỏi nguyện vọng cổ giờ cô thích gì, cô thích hẹn hò như thế nào. Qua cơ hội xuống chỗ em chơi thì em muốn đi chơi ở đâu? Em thích tắm biển á. À, em biết bơi không? Không. Để anh dạy em bơi. À, hay quá. Em cũng muốn tập bơi á mà không có người, chưa có cơ hội. Anh sẽ tập cho em bơi được. Dạ. Anh thì tất cả mọi thứ đều nó bình thường thôi. Hôn nhân thì gia đình thì vợ thì vẫn là vợ thôi. Ý anh nói luôn là đừng có ăn hiếp anh là được rồi, đừng bắt nạt anh là được rồi. Ý em nói tức là em là chồng là em về chứ làm gì tất cả những việc thuộc về chồng thôi đúng không? Em có thể nấu ăn. Cái đó là chuyện của vợ đó. Dạ, em có thể phụ vợ nó ăn. Còn công việc nhà hay sao anh? Công việc nhà thì ai rảnh người ấy làm. Còn nếu mà hai người cùng rảnh thì hai người cùng làm. Nhưng mà anh công tác không thì biết khi nào anh rảnh nè. Vậy là những khi mà anh định được về nhà là anh làm hết mọi việc? Anh làm được. Dạ. Mình tiến đến xa hơn á là anh tính là anh sẽ định cư ở Cần Thơ luôn hay sao? Thì anh sẽ đưa em về Cần Thơ sống. Như về Vũng Tàu đúng không? Còn tàu thì anh thì làm sẽ vất vả hơn một chút. Bây giờ em nói gì để cho cô ấy đồng ý bấm nút hẹn hò với em nè? Anh rất là vui, muốn có thêm nhiều cơ hội để nói chuyện tìm hiểu em thêm. Dạ, em đến đây cũng là cho em cũng như là cho anh một cái cơ hội, mong rằng là mình sẽ tiến xa hơn. Đặt tay vào nút bấm đi em. Hãy bấm vì tình yêu, suy nghĩ cho kỹ. Bấm nút chúng ta phải yêu thương nhau. Suy nghĩ thật kỹ nha và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi hai bạn. Gì nắm chặt. Bây giờ là chính thức nắm tay nhau hẹn hò với nhau rồi đó. Bây giờ xin mẹ trước đi, xin bác trước đi. Tên gì nhớ không? Em Ngọc. À em Ngọc. Em Ngọc. Còn Ngọc nhớ tên gì không? Tên Bình. À đúng rồi. Ngọc Bình cũng đẹp á hả? Nắm tay. Báo cáo thủ trưởng đơn vị, xin phép bác là hôm nay có chương trình tạo được điều kiện để cháu có thể tìm thấy bạn Ngọc. Thì cháu xin phép bác là đơn vị tạo điều kiện cho cháu bạn Ngọc hẹn hò. Hết. Xin bác cho con hôn cái nụ hôn đầu đời của con. Trên má em Ngọc. Lúc nào riêng? Không có riêng, có thủ trưởng, có ba mẹ ủng hộ. Nói đi. Rồi, bây giờ nói nè. Nói đi. Dạ, cháu xin phép bác là cháu xin phép là được thơm má bạn em Ngọc. Được không bác? Đó, đồng chí thiếu úy. Rõ. Bình. Rõ. Rõ. Từ từ. Gì vậy? Gì thổ lỗ tai hả trời? Em bị cướp cò anh ạ. Không có cướp cò nè, để cái tay ra cho mọi người chứng kiến nè. Để vô từ từ ha. Làm nhiệm vụ của mình đi thiếu quý Bình. Có. Sắp xỉu rồi. Cảm thấy trong người lúc này như thể nào? Em không thể diễn tả được bây giờ chị ạ. Là nó như thế nào? Là nó không thể diễn tả được nữa rồi chị ạ. Dạ. Làm gì cái tay kia làm gì mà cứng nhắc vậy? Thả lỏng ra xíu đi em. Thả lỏng chứ là phải buông tay. Thả lỏng, nắm lại. Đây là một cái kỷ niệm đẹp đầu đời của em. Cái này mà hôn cái nữa chắc xỉu luôn á.